Xin chào anh em thích bật lửa đẹp của Ambeshop. Ambeshop xin giới thiệu đến anh em mẫu bật lửa kiêm gạt tàn thuốc rất là đẹp và rất là độc lạ. Hiện tại thì ở shop Ambe cũng có rất là nhiều cái hình con vật khác nhau. Ở đây thì trên tay em đó là sản phẩm hình con rắn. Ngoài con rắn thì em còn có con ngựa bay này, con ngựa này, con hổ này, con khỉ này, con trâu này, con bò này, rồi con rồng này. Nhiều lắm ạ. Các bác mà muốn đặt hàng thì các bác cứ liên hệ chủ động với em. Thích con gì thì các bác chủ động liên hệ để em báo tình trạng kho nhà em còn những cái con gì nhá. Đây là cái bộ sản phẩm đấy ạ, rất là đẹp. Ở đây thì đựng trong hộp này. Đây đây là cái gạt tàn thì em sẽ nói sau nhé. Còn đây là cái phần trên. Cái phần trên này là cái bật lửa này. Đấy, cái bật lửa hình con rắn á, có mắt đỏ rất là đẹp luôn. Đấy ạ. Thế nhá. Ở đây thì trên cái bật lửa này thì mình có một cái cổng van bơm ga này, đồng thời là điều chỉnh ga to nhỏ nhá. Hết ga anh em bơm sử dụng thoải mái. Chất liệu này là chất liệu đấy, Promixe ạ. Promixe ạ. Đó. Chất cực, cực đẹp và bền luôn. Đó. Đó. Rắn nhá. Đấy. Còn cái phần thân dưới chân đấy ạ. Đây cái này thì được là bằng thép này. Đấy. Rất là chắc chắn luôn, bằng thép. Đó. Cực kỳ chất. Anh em về anh em chỉ cần ghép cái này lại. Đó. Thành một cái gạt tàn hình bật lửa có hai phần đó. Rất là đẹp luôn. Đó. Rất là chất nhá. Đó. Anh em nhìn thấy không ạ? Đó. Rất là tiện luôn. Có hai cái rãnh này để mình đỡ hai điếu thuốc này. Ok. Ngoài cái sản phẩm này ra, ngoài cái hình con rắn ra thì Ambeshop còn rất là nhiều hình khác nhé. Anh em vui lòng liên hệ chi tiết, hoặc anh em nào thích cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này. Ambeshop sẽ liên hệ lại giao hàng cho anh em trên toàn quốc. Hoặc anh em có thể truy cập website ambe.vn để tìm hiểu thêm hoặc là xem nhiều mẫu khác. Hoặc anh em có thể liên hệ cho Ambeshop theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình. Cảm ơn anh em rất là nhiều ạ.